Mọi người, hiện tại thì mình đang cầm trên tay chiếc Samsung Galaxy Tab S7 tại cửa hàng trải nghiệm SDS 98 Thái Hà. Ở đây thì hiện tại vẫn chưa trưng bày cái mẫu Samsung Galaxy Tab S7 Plus. Mẫu đấy là mẫu cao cấp nhất của dòng Samsung Galaxy Tab. Nhưng mà mình đang dùng trên tay chiếc máy Samsung Galaxy Tab S7 thì cũng thấy là nó cũng khá là hợp lý. Với mức giá là khoảng 19 triệu, hàng chính hãng. Và cái thân hình của nó cũng là thật sự là nhỏ gọn, mỏng manh. Đây, mọi người có thể thấy đây là mặt sau, các cạnh. Đây. Đối với chiếc Samsung Galaxy Tab S7 này thì chúng ta có được một cái thao tác tay cầm rất là thoải mái. Như mọi người có thể thấy ở đây, mình thì có trải nghiệm một cái tựa game đua xe. Cái màn hình của nó thực sự là rất nhạy luôn, rất là nhạy luôn, 120Hz cực kỳ là nhạy. Mọi người cứ bảo là cái màn hình Super AMOLED trên cái con Tab S7 Plus thì đẹp hơn con LCD, nhưng mà mình chưa có hai cái máy ở đây để có thể là so sánh qua. Nhưng mà thấy thì cái màn hình LCD này thì cũng nói chung là tạm được, mình thấy là các chi tiết các thứ thì cũng ok. Nhưng mà về độ màu sắc thì nó không, chắc chắn nó không rực rỡ bằng cái màn hình Super AMOLED như của Samsung rồi. Đây các bạn có thể thấy cái loa phát ra ở đây không? Ở đây nghe 4 loa mà nó còn rung nữa cơ. Thử vào đua một ván xem. Mình khoái nhất là dùng máy tính bảng chơi game. Năm nay thì Samsung nó thực sự là mang đến một mẫu máy có thể nói là đối đầu được với iPad về cái mặt gọi là trải nghiệm người dùng. Game này thì mình cũng chỉ tải để chơi trải nghiệm thôi. Lẽ ra thì nếu tải Alpha 8 cái thứ thì có lẽ hay hơn. Đấy, các hiệu ứng cái thứ thì cũng ok đấy. Với chip 865 Plus thì cái này thì quá là ok rồi. Không phải lo gì. Game này nó cũng nhẹ. Ở đây mà mình được bắn Call of Duty Mobile hoặc là PUBG thì cũng tuyệt vời hơn. Đấy. Sơ qua về cái chơi game trên Samsung Galaxy Tab S7. Bình thường bản thường. Còn lại đây, các thao tác cũng rất là nhanh, không có gì gọi là chậm phản hồi. Samsung đã làm cho cái giao diện, cái hiệu ứng chuyển cảnh rất là nhanh. Đây, đây là camera của máy đây, góc rộng và đây là góc thường. Đấy. Chất lượng thì cũng trên màn hình khá là ok, nhưng mà đối với máy tính bảng thì chúng ta cũng chỉ dùng để cho có thôi. Chứ còn cũng không ai dùng máy tính bảng quay phim hay chụp hình cả. Ok. Làm trước đấy. Làm tất cả. Ok. Vậy thì cái trải nghiệm của mình sơ qua về chiếc Samsung Galaxy Tab S7 tại SDS 98 Thái Hà. Ở đây thì chỉ có mỗi cái bản là Samsung Galaxy Tab S7 này thôi nhá, chứ không có bản Samsung Galaxy Tab S7 Plus. Nếu ai mà muốn ra đi trải nghiệm thì có thể xem cái video này để có thể biết được. Mình thì đang chờ con Samsung Galaxy Z Fold 2. Thì có lẽ một thời gian nữa thì Samsung sẽ mang nó đến cửa hàng trải nghiệm Samsung SDS Thái Hà thôi. Xin chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau.